Dạ, con bào xong phải mì rồi mẹ ơi. Đem vô đây. Dạ. Làm sao nữa? Cào cái này ra cho nó hết, nó dính tùm lum vậy đây. Thì con bào xong ai biết. Gợt nó ra cho nó sạch cái dữ. Để trong đó luôn. Bây giờ làm sao nữa? Bây giờ vậy. Dắt vô. Tú đi ra ngoài trước cắt cho mẹ cái đọt lá chuối. Lá chuối khô hả? Lá chuối tươi. Lá chuối nè mẹ ơi. Lá chuối làm gì vậy? Lát lấy lót dưới cái đít nồi. Giữ cách chi mà. Lót cái đít nồi cho nó nướng nó có khé. Phải không? Rồi. Nồi nào? Nồi nướng nè. Rồi mẹ ăn làm gì vậy? Dắt cái nước này ra đặng cho. Để đây được không? Được. Cho nó cái mì mình nó khô rồi lát mình bỏ nước cốt vô nó không có bị nhão. À. Cái nước này nhiều nè, con thấy không? À. Rồi mình rửa đó, mình để cái nước mình nó chưa có khô. Mình phải dắt ra nè, thấy nhiều ghê không? Nó lóng xuống cái bột như mì tinh vậy đó, ngon lắm. Bột đó mình bỏ vô. Là mẹ nướng cái xác này ha, nướng cái nước đó. Nướng cái này. Nhưng mà cái nước này lát tưới lên hả? Cái nước này một lát nó sẽ lóng xuống, cũng như là nó lóng xuống. Ừ. Rồi sao nữa? Rồi lấy cái nước làm gì á? Mình sẽ chắc ra để bỏ cái nước lóng, mà cái nước trong ở trên á. À. Rồi mình sẽ lấy ở dưới nó là một cái lớp bột. À. Bột nó mịn như bột mì tinh vậy đó. Là nướng luôn. Rồi mình lấy cái đó, mình lấy cái bột. Còn cái nước này lát nó lóng xuống nó trong veo, cái mình chắc ra. Lấy cái bột lắng ở này bỏ chung vô đây nướng. Bỏ chung vô đây. Rồi giờ sao? Lấy cho mẹ một lót lá chuối vậy nè. Đủ lót cái đít nồi. Rồi bây giờ để lấy dao. Ôi xé không ngon. Cái muỗng đường xuống đây cho mẹ. Ủa cái dao này. Con làm một lần này thôi nha, mai mốt tự làm ăn nha. Thôi. Nè, nước cốt nè. Nè cái dao này sao? Cắt nè. Cắt một miếng nè. Được không? Con thấy không? Mình dắt cái này ra để cái phần nước cốt này nó vô trở lại nè. Đó. Mẹ sẽ để nước cốt vô. Đây. Có cái cặn ta chừa lại. Nước cốt hồi nãy con bạo hả? Nước cốt hồi nãy á, con nạo đó. Xong, bây giờ nó chưa có ngọt, con phải đi lấy hũ đường cho mẹ. Nó sao bỏ đường chi mẹ? Đường cho nó ngọt. Cái thằng này khờ. Vậy là thí dụ mà ai ăn mặn là bỏ muối hả? Mình muốn ăn mặn không? Bánh thì muốn mặn không? Hay là mình muốn ngọt? À, muốn ngọt thì bỏ đường. Ý là muốn ăn lạc thì bỏ ít. Bây giờ mẹ muốn ăn dừa. Ngọt đi. Quá mặn nha mẹ. Vậy hả? Trộn đều lên hả mẹ? Trộn đều lên cho nó tan đường. Tan đường ra với mì với nước cốt. Mì, nước cốt với đường. Ủa sao nãy đường mẹ không bỏ vô nước cốt á? Mẹ cái này làm sao thấy mắc mệt nó ăn ngon không vậy? Làm phải ăn ngon đúng đúng quy trình của nó thì ăn rất là ngon. Nhưng đúng rồi mà mẹ làm đúng chưa? Chưa, mẹ còn bỏ bớt á. Chẳng hạn như bây giờ đậu xanh mình không có, chửa mình không có, hiểu không? Bỏ bớt rồi hả? Bỏ bớt rồi đó, chứ nếu nó đúng nó là ăn nó rất là ngon. Còn cái này mình đã bỏ bớt. Thôi nãy để biết để cũng phải mì luộc ăn cho rồi. Rồi bây giờ con muốn đơn giản, con chỉ mài cái con để vô ăn lạc lạc ngon. Bây giờ con đi lên chưa con thấy. Lấy cái chai dầu xuống cho mẹ. Dầu ăn á hả? Cái gì vậy? Một chiên hả? Không có, chút mình sẽ trét vô cái này một miếng. À. Làm cho nó đừng có dính á. Thấy dầu này không? Đúng. Rồi lau miếng đó đi. Miếng cái này nè. Lau một bên cho nó sạch đi. Cái này thôi lá dao. À, muốn biết nó ngọt hay không mình phải thử nè. Thử không? Thử. À có kìa mẹ. Nó có nhưng mà lớn lớn trong kia nữa. Đây. Đây là cái tinh bột khi nãy mình Nè.
rất là tinh tí luôn á, tinh hoa luôn á, lóng xuống nè. Đó, giờ mình đổ chung vô đây. Sao không để riêng cái đó ăn cho ngon? Con thấy nhiều không? Ngon rồi, nãy con thấy ngon rồi. Cho cái lá này nó thấm vào. Mùa này nướng nhiều lần. Nè, bỏ dầu chi mẹ? Bỏ dầu vô đặng cho nó không có dính mì này nè. Để cho cái phai mì này một lát mình nướng xong rồi đó là mình sẽ không có bị dính vô lá. Ừ. Mình lột nó tróc lóc. Ai biết cái chiếc bánh đó thì dễ lột bánh lắm. Dầu ăn vô đây phai mì mình béo chứ có gì đâu. Nó thành dính như chiên rồi. Ủa mày làm hết vậy đây luôn hả? Nướng một lần á hả? Ngộ vậy. Sau khi đó thì mình phải làm cho nó dẻ nè. Ủa vậy chín không nè? Chín chứ, chín vàng một lát nữa nếu mình muốn cho nó đều á thì con phải để một ít lửa than lên trên cái dung. À, để cho nó nướng mặt trên á hả? Trên, nó chín. Còn ở dưới thì mình sẽ để lửa than cho nó hơi già một chút cho nó có cái... Cho nó khét khét phải không? Ừ, cho nó cầm trái phải không? Cho nó hơi vàng vàng, ngon rồi ha. Biết tại sao mình mới làm vậy không? Cho nó dẻ cái bánh nó ngon. Ừ, dẻ hả? Ừ. Ăn rồi nó không bị bể rồi phải không? Nó dẻ cái bánh nó không có bững lĩnh, nó không có mềm mà nó dai. Ừ. Ngon. Con lấy miếng gáo dừa đó. Gáo. Con ra, đúng rồi. Mấy cái muỗng mà có gáo đó. Bỏ vô cho lấy xa. Nóng. Nước một khang hả mẹ? Khang nó mới ngon. Nó không nướng bằng lửa hả? À, từ từ nó chín nó mới vàng nó ngon. Cái này một lát nữa nó sẽ vàng ươm nè. Chứ nó không có màu trắng gì vậy đâu. Mà con thấy nó màu trắng hay không? Ừ. Nhưng một lát nó sẽ trở thành... Thổi lửa không? Cho trái không? Ở còn kìa. Còn chết, nó nóng hoài chứ gì. Nóng hoài luôn hả? Đấy. Cái đó thấy ngon á. Tinh ngon ghê không? Đó, thấy, ừ. Thấy không? Đây. Đây, mà để cho nó nóng trong luôn, cái này nó còn nhiều lắm mà tại vì... Bây giờ mình không có thời gian, mình đứng đây mình chờ nó nữa. Nè, con thấy không? Ừ. Nó nóng nó, mẹ cài nó rất là dẻ. Ừ, cái này ngon nè. Thổi quá mẹ ơi. Thổi lên cho nó cháy lên đi. Hồi nãy con nói mẹ thổi mẹ không chịu. Rồi xong. Con vô động con lấy cái dung để trên cái giá đó. Lấy dung lên đây. Ủa? 30 phút nó sẽ chín. Đúng. Bây giờ cái theo mẹ nghĩ là cái này nướng khoảng nửa tiếng. Ừ, nửa tiếng. Để qua đây. À, để này lên bếp phải không? Đúng, bật lên. Để dung lại. Tại sao đó thì mình sẽ làm nó ra dễ dắt. Đúng, thổi thổi cho nó bay. Rồi, xong rồi nha. Con gấp hết rồi. Con đẩy cái miếng này vô cho nó cháy dưới hiu hiu nha. Gấp để đều cái nắp dung đi. Rồi, xong rồi để dẹp nha. Con đó con gấp để đều cái nắp dung nha. Rồi. Giờ mình để đây cho nó chín đi, đi ăn cơm đi. Chiều giờ nó bụng quá trời rồi. Chút ăn cơm xong quay lại ăn dừa rồi. Cho nó cháy lửa không được hả mẹ? Hồi nãy tôi tính để lửa vô cho cháy cho nó mau. Mẹ tôi dặn là không được đi. Làm lửa than mới được nha. Thôi tôi đi ăn cơm à. Canh giùm nhớ không? Nãy giờ chắc cũng nửa tiếng là hơn rồi. Mẹ ra đây, phụ con.
chắc chín rồi đó. Ồ, dạ, đẹp kìa. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Chín rồi. Dạ con nhắc ra ngoài luôn à. Ra đây là đổ ra. Từ từ. Rồi. Lâm vậy tốt. Đó để con. Ủa dạ. Đồ dẻ. Đồ dẻ. Đâu quá là nó dính ở ngoài, không có dính nó ra chuối nè. Nhưng ra chuối ra nó ra. Dính ngoài nè. Đó, ăn thử coi ngọt không, tao nãy mày nói ngọt. Nãy tao bỏ đường mày nói ngọt dữ lắm, vô cái da bỏ đi. À, ngon nè. Ngon á. Ngon ngon. Ngon ngon. Ăn gì như thích thèm vậy đó. Ăn từ từ. Cơm. Tương cơm. Ăn từ từ thôi mới biết thưởng thức. Ăn con ăn gì mà nuốt không kịp. Nóng quá rồi. Nóng để nguội mới cứng lại. Rồi. Chưa chưa ngon miếng này ngon nè. Để nguội cái nó cứng lại ngon lắm. Tái rồi miếng cái thử rồi. Ngon. Ngon nè. Nè mẹ ăn miếng thử mẹ. Cái giòn như con trái vậy luôn. Cái này nó khác nằm trong đây này không? Con thấy không? Ngon á. Vừa ăn không? Ừ. Ngon mà không? Cái này ở dưới ăn ngon, không biết trên này ăn ngon. Ngon, cái nước này nó ngon. Vừa ăn. Trên này cũng ngon. Hôm nay con làm bánh ngon quá luôn. Để làm, con làm đâu. Mày dục cái nồi xuống dưới được không? Đấy con đang ăn mà mày cứ dục. Thôi dục đi. Thứ này vượt qua đây đi. Rồi, bây giờ mẹ cắt xong rồi. Con bỏ ra dĩa rồi ăn đi rồi mai mốt tự làm ăn nha. Biết rồi nha. Quên rồi. Mẹ không có làm nữa đâu. Rồi lấy ra bỏ ra ăn đi, vô nghỉ à. Cái dưới này vàng quá để mình lật trở lên chơi. Không chú à, vậy là thấy muốn ăn tới rồi đó. Bánh khoai mì nhà làm ngon hết ý. Không ăn thì uổng phí. Nhà mình có cái me thì hôm nay mình hái mấy trái me này vô, nó chín rồi hái vô, không có làm được gì làm. Hình như trong nhà còn mấy con cá đuối hay gì, để lát vô coi coi, làm cá đuối.
Có cá không anh? Rồi, hái nhiêu me đây chắc cũng đủ rồi, mình cũng hết trái hái rồi. Giờ đem vô cho mẹ bà tách ra lấy để dành lại, còn nhiêu thì để làm nước mắm, ăn cá đuối. Mẹ ơi, có me nè mẹ ơi. Mẹ làm đi, chừa con mấy trái nha. Để con làm nước mắm me nha. Ừ. Rồi mới ăn cá đuối nha. Ừ. Rồi. Đây, bây giờ tôi sẽ nướng cá đuối một nắng. Đây là củ cải để lát mình bào ra mình làm nước mắm, nước mắm me. Đây là cái quan trọng nhất. Cá đuối một nắng. Đó. Rồi bây giờ nãy nói mẹ lặt me mà giờ mẹ bận quá không làm, giờ mình lấy trước, mình lựa mấy trái ngon mình làm trước đi. Rồi, cái này có bộ ngon rồi. Khúc rồi. Bỏ khúc này đi. Mẹ hư nhiều quá. Sao rồi? Hái không được bao nhiêu trái mà còn hư. Ôi, nước sôi quá. Sôi quá, sôi quá. Này lấy miếng chế đây đặng lát dầm me nha. Nguy hiểm quá nha. Rồi bây giờ nướng khô. Cá đuối một nắng nha. Thơm lắm, thơm dữ dằn luôn đó. Dầm đổ thêm nước đi, mày đổ ít quá. Dầm me ra nha. Me này bay mùi chua chua lên rồi. Chua chua đói bụng nữa rồi. Rồi cá này thì ăn ngon lắm, sướng lắm. Tại vì cái điều nó không có xương. Đây là gân với sụn đồ không à. Ngon lắm luôn. Nè.
Đó, thơm quá thơm. Khô này thơm á, khô này mấy ông nhậu là khoái lắm á. Bây giờ mình sẽ lấy chảo để lựa cái me này ra. Cái chảo chưa đẹp chứ. Đói bụng mà hửi cái mùi me này nữa là thôi rồi luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bào cái này để lát bỏ vô nước mắm cho nó ngon. Bây giờ mình bào cái này mua ngoài chợ có. Khó cầm quá, mình coi chừng đứt tay nha các bạn. Ây da. Rồi bây giờ mình sẽ làm nước mắm me nha, thắng me. Cái này nóng lắm. Bập bùng lửa cháy. Chưa đủ đô, để thêm miếng nữa. Phải sử dụng vũ khí bí mật. Cháy lên. Hết bọt nha. Thấy cái thứ gì nấu sôi nó cũng có bọt á các bạn ơi. Hết nữa. Rồi nước me thơm rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho nước mắm vô. Nó muốn thành kho quẹt luôn các bạn. Quá thêm miếng đường. Này là tại mình ở đây mình thích ăn ngọt nên mình thêm miếng đường. Thơm quá. Thơm quá thơm. Rồi bây giờ nước mắm là đã chín tới à, kẹo rồi đó. Bây giờ mình sẽ nhắc xuống. Để lần hồi mình bỏ vô chung với củ cải á. Củ cải hồi nãy mình bào á. Rồi, để xíu cho nguội nha. Dạ. Nóng quá. Quá ngon, quá ngon. Rồi, bây giờ sau khi nó đã nguội rồi thì mình sẽ bỏ củ cải vô. Đấy. Quá đinh diễn. Món này làm nhậu có lý luôn á. Dễ làm. Nhanh á. Rồi bây giờ mình đã làm xong cái món khô cá đuối nước mắm me. Mẹ ơi, ra ăn thử một con miếng ơi. Ăn thử rồi sao? Ngon không? Dữ vậy? Đó. Đâu? Nè, chấm, dạ. Chấm cái này nha. Chấm cái này ăn mới ngon á. Dạ, cũng hấp dẫn quá. Ngon này nè, cái xé này đi. Đây. Chấm vô nha. Chấm chứ. Chấm nhiều vô. Được không? Làm miếng nữa mới biết.
Mày làm hết luôn rồi con khỏi nhậu. Quá ngon. Mềm. Chua ngọt ngọt. Hay quá. Hay không? Con làm luôn á. Tôi làm món này hấp dẫn quá. Con làm nhậu mà. Nhậu mà. Mấy làm ngon vậy nè. Làm ăn cơm mày làm gì được. Ê mày ăn hết cho con lấy gì nhậu. Làm thêm miếng nữa. Thôi thôi thôi.